Xin kính chào quý vị. Chào mừng và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi có một mong muốn nhỏ. Nếu quý vị thấy chương trình này phù hợp, xin vui lòng bấm nút like và đăng ký để ủng hộ kênh Tiêu Vi. Các khu phố Hàn Quốc đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, 50% người Hàn Quốc đang sinh sống ở Việt Nam, một quốc gia cộng sản, đông hơn phần còn lại ở tất cả các nước Đông Nam Á cộng lại. Doanh nghiệp ngách của Peter Jung từng là điều không thể tưởng tượng trong quá khứ gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngoái, ông đã mở Fiuid, một phòng khám cao cấp chuyên về sắc tố da đầu, một phương pháp điều trị rụng tóc, phục vụ cho người dân Hàn Quốc tại thành phố này. Một doanh nghiệp như vậy, nơi một thủ thuật có thể tốn kém hơn một tháng tiền lương của người dân địa phương, tồn tại ở thành phố trung tâm thương mại lớn của Việt Nam đã chứng minh rằng sức mua của những người Hàn Quốc xa xứ đã đạt đến mức độ quan trọng để tạo ra một hệ sinh thái tự duy trì tại Việt Nam nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Tại hai khu được gọi là phố Hàn Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi mọi người có thể làm hầu như mọi thứ, từ đi khám nha sĩ và chơi golf, đến mua cổ phiếu hoặc tư vấn cho một đại lý bất động sản bằng tiếng Hàn. Bên cạnh hai khu phố Hàn Quốc này, còn có những khu vực biệt lập ở thủ đô Hà Nội và các cụm nhỏ hơn ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương và Đồng Nai, nơi các nhà máy của nước ngoài đã mọc lên như nấm. Hiện đang có khoảng 178.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam, nhiều hơn 60.000 người so với phần còn lại của Đông Nam Á cộng lại, theo dữ liệu từ Bộ ngoại giao tại Seoul. Chỉ có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada và Trung Quốc là những nơi có người Hàn Quốc thường trú nhiều hơn Việt Nam. Lịch sử, đầu tư và gia đình đã đưa họ đến trung tâm sản xuất này và không có dấu hiệu nào cho thấy làn sóng ấy sẽ dừng lại. Theo Statista, Hàn Quốc đã rót 670 triệu đô la vào Việt Nam trong quý đầu tiên của năm nay, khiến Việt Nam đã trở thành mục tiêu nước ngoài hàng đầu sau Hoa Kỳ và một số thiên đường thuế của người Hàn Quốc. Số liệu của chính phủ Việt Nam cho thấy Hàn Quốc là nguồn đầu tư lớn nhất, với 88,3 tỷ đô la từ năm 1988 đến cuối tháng 9 năm 2024. Mọi người đi theo các công ty lớn, họ ở lại, họ yêu cuộc sống ở Việt Nam, Ji Wan Park. Đối tác tại công ty luật Xin và Kim, người tư vấn cho nhiều công ty lớn của Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam, cho biết. Một số người đã gia hạn thời gian công tác để con cái họ có thể hoàn thành việc học trong khi những người khác rời công ty và khởi nghiệp kinh doanh riêng. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố nơi Korean Air, một văn phòng đại diện của thành phố Busan và các công ty Hàn Quốc khác chọn làm trụ sở. Các doanh nghiệp đa dạng từ các dự án nhỏ ưa thích đến các tập đoàn tài phiệt là một phần của cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam. Chẳng hạn như tập đoàn CG, điều hành chuỗi dạp chiếu phim lớn, sản xuất phim, bán buôn và bán lẻ thực phẩm, quản lý các trang trại nuôi tôm. Khi người Hàn Quốc đến đây để kinh doanh, họ cảm thấy được chào đón, Dung cho biết. Ông nói thêm rằng, Họ cũng thích các doanh nghiệp Hàn Quốc như công ty của ông, nơi họ có thể nói tiếng mẹ đẻ và mong đợi nhận được chất lượng tốt. Người Hàn Quốc đã đến Việt Nam trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong chiến tranh Việt Nam, khi Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc ủng hộ các phe đối lập trong cuộc chiến. Năm ngoái, một tòa án ở Seoul đã buộc chính phủ phải bồi thường cho vụ thảm sát thời chiến mà lính thủy đánh bộ của họ đã gây ra vào năm 1968, theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Đầu tư và di cư thực sự đã tăng vọt sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007, một thập kỷ sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Samsung đã mở nhà máy đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2009 và hiện sản xuất một nửa số điện thoại di động trên toàn cầu của họ tại đây. Độ tín nhiệm của công ty đã đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ để các công ty Hàn Quốc khác đầu tư vào Việt Nam. Người Hàn Quốc hiện điều hành 10.000 doanh nghiệp tại Việt Nam, tăng gấp đôi trong khoảng 8 năm, theo Phòng Thương mại Hàn Quốc. Thương mại song phương đã đạt 86,5 tỷ đô la vào năm 2022 và hai chính phủ hy vọng con số này sẽ cán mốc 150 tỷ đô la vào năm 2030. Về mặt kinh tế, tác động này khó có thể bỏ qua, Mindy Nguyệt, giám đốc nghiên cứu của Dragon Capital cho biết. Đầu tư của Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam, bà nói với Nikkei Asia, đồng thời đưa ra ví dụ từ các nhà sản xuất nuôi dưỡng các cơ sở công nghiệp đa dạng và tinh vi đến các nhà bán lẻ định hình hành vi của người tiêu dùng nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và thúc đẩy tăng trưởng của các công ty địa phương thông qua các khoản đầu tư. Người Hàn Quốc lấp đầy các câu lạc bộ quần vợt và khu nghỉ dưỡng chơi gôn, họ thuê những người Hàn Quốc khác làm kế toán, chuyên gia châm cứu, gia sư, huấn luyện viên, nhà thiết kế nội thất và đầu bếp. Và họ đang chuyển tài khoản ngân hàng khi cuộc sống và tài chính của họ ngày càng gắn chặt với Việt Nam, dù là để mua ngôi nhà thứ hai hoặc thứ ba, hay khởi nghiệp kinh doanh. Năm nay, Uri Bank Việt Nam đang mở rộng các dịch vụ của mình để phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, đặc biệt là huy động vốn cá nhân, Tổng Giám đốc điều hành Park jong Ju nói với Nikkei. Ngân hàng cho vay này đã ra mắt dịch vụ có tên gọi là Tu Che, một chương trình cho phép người gửi tiền ngồi một đối một với các chuyên gia tư vấn tài sản, củng cố một loạt các dịch vụ bao gồm thế chấp, quản lý quỹ và bảo hiểm. Sự gần gũi về văn hóa và truyền thống đã giúp người Hàn Quốc cảm thấy quen thuộc và dễ dàng thích nghi khi sống và làm việc tại Việt Nam, Park cho biết luật sư Park chỉ ra những điểm chung như nguồn gốc Việt Nam và Hàn Quốc trong nho giáo và ngôn ngữ Trung Quốc. Tiếng Việt từng được viết theo kiểu chữ tượng hình và vẫn giữ nguyên những từ có âm tương tự trong tiếng Hàn. Ví dụ, Nam, từ chỉ đàn ông trong tiếng Việt và Nam xê ông trong tiếng Hàn, Park lưu ý. Nhưng mối quan hệ đối tác này không phải lúc nào cũng suôn sẻ, như các khoản bồi thường chiến tranh đã cho thấy. Mối quan tâm của người Việt Nam hiện nay thiên về kinh tế hơn, từ các nhà thầu đang vật lộn để thâm nhập vào chuỗi cung ứng biệt lập của các công ty lớn của Hàn Quốc cho đến việc người lao động cảnh giác với các nhà tuyển dụng Hàn Quốc đang nhập khẩu một nền văn hóa làm việc căng thẳng. Người Việt Nam chăm chỉ nhưng muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giám đốc tài sản của Timensit Ngô Văn Khải cho biết về xung đột văn hóa. Và người Hàn Quốc, đặc biệt là những người không vượt qua được rào cản ngôn ngữ, phải chịu đựng một số căng thẳng thường gặp trong cuộc sống ở Việt Nam như tham nhũng vặt hoặc tài xế taxi kém văn hóa. Tuy nhiên, những mối quan tâm như vậy đã bị lu mờ bởi các mối liên kết xã hội và thương mại mạnh mẽ bao gồm cả hàng loạt người Việt Nam bị mê hoặc bởi phim truyền hình Hàn Quốc hoặc chuyển đến Hàn Quốc với tư cách là vợ, chồng hoặc công nhân. Theo số liệu chính thức, hiện đang có khoảng 80.000 gia đình Hàn, Việt tại Hàn Quốc. Ngay cả Triều Tiên cũng duy trì mối quan hệ độc đáo với Việt Nam. Một quốc gia hiếm hoi đã tiếp đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un và cho phép Bình Nhưỡng điều hành các doanh nghiệp như nhà hàng trên lãnh thổ của mình để kiếm ngoại tệ về cho quốc gia nghèo đói của họ. Như vậy, ở một khía cạnh nhỏ, Việt Nam có thể đang là vũ trụ thay thế cho người Hàn Quốc. Đó là một bức tranh về sự thống nhất nếu cuộc nội chiến của chính hai miền Triều Tiên cũng kết thúc trong hòa bình. Người Việt Nam cũng tự hỏi liệu họ có trở nên giống như Triều Tiên và Hàn Quốc hay không, nếu họ vẫn bị chia cắt. Nhưng ngày nay, họ thích mô phỏng theo hình mẫu của Hàn Quốc, nơi những công ty như Hyundai và Lotte dẫn đầu sự biến đổi kinh tế trong nước cũng như đầu tư vào Việt Nam. Luật sư Park cho biết, những người di cư cảm thấy được chào đón, một phần vì làn sóng Hàn Quốc hay Hallyu giống như thời trang và âm nhạc Hàn Quốc đã có rất nhiều người hâm mộ ở Việt Nam. Khi chúng tôi đi hát karaoke, các đồng nghiệp Việt Nam của tôi biết nhiều nhạc cây pop hơn tôi. Ông nói về sự gần gũi đã giữ chân những người đồng hương của ông ở lại Việt Nam và chi tiêu ở đất nước này. Đó là lý do tại sao người Hàn Quốc nghĩ rằng Việt Nam thân thiện. Chúng tôi cảm thấy như đây không phải là một quốc gia xa lạ.